Xin chào các bạn, sau đây là bài review nhanh về bộ giáp cánh tay chống mỏi khi sử dụng Steadicam. Đầu tiên mình sẽ nói về cấu tạo, ưu điểm và nhược điểm của nó. Đầu tiên về cấu tạo, chúng ta thì nhìn thấy một chiếc giáp có hình trụ giống như những chiếc đai cố định tay khi chúng ta bị gãy xương. Và nó được cấu tạo từ vải mềm, bên trong nó có xốp và những chiếc đai dính như này để cố định. Bên trong thì có những 3 thanh sắt để trợ lực cho cổ tay của chúng ta. Và để thao tác lên tay thì chúng ta chỉ mất khoảng 3 giây để có thể đưa chiếc đai này vào tay, và mất thêm 2 giây nữa để chỉnh lại cho nó đẹp hơn. Vậy là chúng ta chỉ mất 5 giây để thao tác xong chiếc bộ giáp cánh tay này lên. Về ưu điểm thì nó trợ lực cho cổ tay của chúng ta khi sử dụng Steadicam trong một thời gian dài. Nhược điểm của nó là khi chúng ta sử dụng lâu thì rất dễ ra mồ hôi và gây cảm giác khó chịu. Và có một lưu ý nhỏ là khi sử dụng bộ giáp cánh tay này, chúng ta chỉ sử dụng được cho tay phải. Khi sử dụng tay trái thì chúng ta hoàn toàn bị ngược tay. Vì sao? Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái xương chính của chúng ta, cái sắt to nhất. Thì nó được thiết kế để khi chúng ta cầm nắm vào tay phải, còn để sang tay trái thì chúng ta sẽ không thao tác được và rất là vướng. Đây, như thế này. Và rất tiếc cho các bạn nào thuận tay trái, chúng ta chưa có bộ giáp hỗ trợ cho tay trái. Vừa rồi là toàn bộ thông tin về sản phẩm. Để đặt mua, các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghệ.vn hoặc gọi điện thoại hotline của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số hình ảnh mà mình ghi trực tiếp ở ngoài hiện trường. Mình đã sử dụng khoảng 20 phút liên tục. Bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.